tin đó là anh chị là năm mùng mùng thứ năm của tập luyện Phật và việc này đã đến giờ bọn lớn qua để nội dung học ngày hôm nay thì là sẽ có phần lễ bài thông báo. Hôm nay mời Phật tử Tranh là đại diện trên lớp để thông báo. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charupe risikaratate chantalike vimane diberate chagame taruvanagane ye hawan thomikete phumma chayan tudewa chathak. Cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang nu mi wa 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 cha na sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thang saranang gacchami thammang saranang gacchami sangkhang saranang gacchami tutiyam bibuddhang saranang gacchami tutiyam bithammang saranang gacchami tutiyam bisangkhang saranang gacchami tatiyam bibuddhang saranang gacchami tatiyam bithammang saranang gacchami chami tatiyam vi sangkhang saranam gacchami iti biso bhagava arahaṃ sammasambuddho vicca charana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisaramasa tathisattha deva manussanam buddho bhagavati nathime saranam anyam buddho me saranam varam etena saccha vacchena hontu me jayamangalam uttamangena vandeham badabang somvaruttamam buddheyo kharito doso buddho thamatutam mamam Svākhāto bhagavata dhammo sandhithiko akāliko ehibhāsiko opanayiko pacchattaṃ vedittāppo viññūhitinathime saraṇaṃ añjaṃ dhammo me saraṇaṃ varaṃ etena saccha vacchena hontu me Jayamangalam uttamangena vandeham dhamman chaduvitham varam dhammeyo kharito doso dhammo thamatutam mamam Subhatibhanno bhagavato savaka sangho Ujjubhatibhanno bhagavato savaka sangho Nyayabhatibhanno bhagavato savaka sangho Samichibhatibhanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani atha purisa bhungala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo Dakhineyo ancharikaraneyo anuttaram Punyankhetang lokasati nathime
saranang anyang sang ho me saranang warang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ya lang pu ta mang ye na wam de hang sang thai cha du vi tho ta mang sang khe yo kha li to do so sang kho kha ma tu tang ma mang Quan đa mi chế ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi ta sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thịnh bồ tha ru bang sa ca lăng sa đa sam bồ thề a tha vi san cha đo đa san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hang Tê sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma ni hằng na ma ca la nu pha we na han toa sa pe u ba ta we a ni ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sam bu the pan cha pan nha san cha cha tu we sa ti sa ha sa ke da sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa hằng tê sang tham man cha sang khai cha a da re na na ma ni hằng na ma ca ra nu pha we na hằng toa sa bê u ba da we a ni ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to Sam bu te na wu ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ca ra nu pha we na han to sa pe u ba da we a ni ca an da ra ya bi vi na san tu a se sa to sa be bu ra thi ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa be bu ra thi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa be da khi na ya ni sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa be da khi na ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe pai chi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe pai chi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u ta ra ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u ta ra ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u pa ri ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe he thi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe sa ta a we ra ho tu su khi ta ho nu ni nu kha ho nu áp ya pa cha ho nu an ni kha ho nu di kha yu ka ho nu o an go ya ho nu sam pa ti hi sa mi chan tu su khi an ta nang pa ri ha ran tu du kha pa ta cha ni du kha pha ya pa ta cha ni pha ya so ka pa ta Jani so ka hon tu sa pe pi pa ni no Aga sa tha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ka Bun yang no anu mo dang tu chi rang ra khang tu sa sa nang Aga sa tha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ka Bun yang no anu mo dang tu chi rang ra khang tu no ga ru Aga sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bun yang no anu mo dang tu chi rang ra khang tu nya ta yo Aga sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bun yang no anu mo dang tu chi rang ra khang tu pa ni no Aga sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka
Bụt nhang nô anô mô đăng tu chi răng ra khang tu nô sa đa y đăng wa ta nô bụt nhang a sa wa kha ya wa hăng hôn tu anà gà tê ca lê. Sa thú con đã tụng xong. Và bây giờ bắt đầu lớp học và con xin dâng mít đến sư ạ. Hello sư. Sư chưa mở micro. Hôm trước mình có học phần lịch sử chưa à? Mình có đọc đoạn văn chưa? Dạ thưa chưa thưa sư. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các thầy học viên. Thì hôm nay thì mình tiếp tục học bài số 5. Đó là phần trả lời câu hỏi và đọc đoạn văn. Đây là phần trả lời câu hỏi ha. Câu hỏi mình có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hãy cho biết cách thức hình thành quá khứ phân từ trong bài học này. Quá khứ phân từ hình thành bằng cách nào? Còn nhớ không? Để trả lời câu hỏi số 1 này. Đây mà cô Thảo Nguyễn. Không biết nhớ mà. Dạ bà sư, cách hình thành quá khứ phân từ thì trong Pali thì được hình thành từ các ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản của động từ ghép với bốn dạng tiếp vĩ ngữ là tá, ná, tá quan tú, tá quy. Thì trong cái phạm vi bài học thì ở đây thì tiếp vĩ ngữ tá thì được ghép vào thành phần cơ bản của động từ và có nguyên âm xen giữa, nguyên âm ý xen giữa làm trung gian ạ. Ví dụ như Úc Găng Ha Tí là Úc Găng Hi Tá, Quý Há Rá Tí là Quý Há Rí Tá, Á Thí Gác Chân Tí là Á Thí Gác Chí Tá, Bác Bá Chân Tí là Bác Bá Chí Tá. Dạ con xin hết. Rồi câu số 2, gạch dưới các quá khứ phân từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này thì đọc đoạn văn xong mình sẽ tìm ha. Câu số 3, cho biết cách sử dụng quá khứ phân từ. Ai trả lời được câu số 3 này? Quá khứ phân từ được sử dụng ở trong trường hợp như thế nào? Ai trả lời được câu số 3? Có ai trả lời được câu số 3 không? Pháp sư.
Cách sử dụng quá khứ phân từ trong tiếng Bali được sử dụng như một tính từ vì nó có phải có đồng tính, đồng ngữ cách và đồng ngữ số với danh từ mà nó phụ thuộc. Ví dụ như Purisena Chimbito Rukho Gesa Gehasa Upari Pati. Gì? Đọc lại. Dạ. Purisena Chindito Rukho Gehasa Upari Pati. Cây khi bị người đàn ông đốn đã ngã trên căn nhà. À. Quá khứ phân từ còn được dùng thay thế cho danh từ để diễn đạt ý nghĩa và làm chủ từ hay túc từ trong câu. Ví dụ như Maro Inri Yesu Sangwaritang Napasahati. Ác ma không uy hiếp được người thu thúc các căn. À. Bà sư, cái câu thí dụ này là câu mẫu trong sách đó sư. Thật ra là chúng ta cố gắng viết một câu tương tự thì nó sẽ hay hơn. Dạ. Mình đọc trong sách là không biết mình có hiểu hay không. Dạ. Và nếu mình học đã hiểu rồi thì mình cố gắng viết một câu tương tự ha. Cho một câu tương tự như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thay vì mình nhìn trong sách mình đọc. Hết chưa? Hết chưa? Cách sử dụng hết chưa? Dạ thưa, quá khứ phân từ đôi khi được dùng trong nghĩa thụ động thể. Cho ví dụ. Dạ nha, ví dụ Bodhisatto Vitakara Ramuna Papachita Parikarani Dadito Ahosi. Đức Bồ Tát đã được Phạm Thiên Gatikara dâng các vật dụng dành cho bậc xuất gia. Câu số 4, tìm các danh từ trung tính về ngữ cú có biến cách như a dú đã được sử dụng trong đoạn văn và tập chia danh từ đó. Phần này tí nữa đọc đoạn văn thì mình sẽ tìm ha. Như vậy mình sẽ có hai câu. Câu 2 là gạch dưới các quá khứ phân từ. Câu 4 là tìm danh từ trung tính về ngữ cú. Rồi con số 5 đó là hãy đổi các động từ cơ bản sau đây thành quá khứ thân từ và tập đặt câu với chúng. Rồi bây giờ chúng ta thử đổi các quá khứ phân từ đó thành động từ cơ bản đó thành các quá khứ phân từ và tập đặt câu thành thế. Thưa sư, con xin trả lời câu này sư. Rồi. Đổi các động từ cơ bản sau đây thành quá khứ phân từ. Út ganh hà tí thì đổi thành út ganh hí tá. Ví há rá tí thì đổi thành ví há rí tá. Á thí gác xá tí thì đổi thành á thí gác xí tá. Bắp bá xá tí thì đổi thành bắp bá chí tá. Vậy ta đặt câu thử ha. Dạ. Ai đặt được động từ nào thì đặt động từ đó. Quá khứ phân từ đó. Vậy để tôi sửa nó thành quá khứ phân từ ha. Ugan ha tí thì nó là ugan hi tán. Ugan hi tán. Này vi ha tí thì nó là vi ha. Vi tán. Thi cách chặt tí thì thi cách chi tán. Bắp bá chặt tí thì nó là bắp chi tán.
rồi bây giờ mình thử tập đặt câu với cả quá khứ phân từ này. Tuy nhiên là mình sẽ đặt dựa theo cách sử dụng lúc nãy, tức là quá khứ phân từ được sử dụng như là tính từ, hoặc là quá khứ phân từ được sử dụng như là động từ, hoặc là quá khứ phân từ được dùng với nghĩa thuộc động thể. Đặt trong ba trường hợp đó. Rồi bây giờ ai đặt ở trường hợp nào được đặt đi, và thấy viết trong chat cũng được, trong chat để sự copy. Rồi chúng ta thấy cái này thì lại quên cái phần thay đổi để biết câu thôi. Để chúng ta tập viết câu đây, tập viết câu. Năm ơi, bấm mà ly đâu được đó Long. À ha ha được rồi, em quên quên rồi, hay rồi. Quên cái máy này của người mình tưởng máy của mình chân. Nó tắt mic. Ai biết không? Để ai biết không? Dạ con có biết thật sự. Con theo đồng tiền chính nhớ, đồng tiền chính đâu? Cứ vậy sao thấy đồng tiền? Úc làm hí tá. Úc làm hí tá sư. Cái gì đâu được. Phải biết vừa có quá khứ phân từ, vừa có động từ chính mới được. Biết vậy là có nghĩa là sao, vậy làm sao? Tôi đã học pháp của Đức Phật. Như vậy quá khứ phân từ sử dụng giống như là gì? Giống như quá khứ phân. Để con viết lại. Nãy giờ chưa có định tâm vô. Cô Hảo Nguyễn là thăm mang Úc Gan Thi Tát Tê Bắc Xây Đí. Làm sao dịch làm sao? Khi mà các tử viết câu như vậy thì thấy là các tử mình không hiểu bài. Dạ Pháp là được học, đã được học là khi mà pháp là được, khi mà pháp là đã được học thì họ hoan hỷ, họ tin tưởng. Pháp được học, khi mà pháp đã được học đó, thì họ hoan hỷ, họ tin tưởng, tức là cái người được học đó người ta hoan hỷ, người ta tin tưởng. Thì có gì sai sư sửa giùm cho con. Đó, em thấy câu này là quá khứ phân từ nó chia chưa? Câu của cô Hảo quá khứ phân từ chia chưa? Và nếu mà chia thì chia ở cách mấy chữ chia thì sao? Mình phải biết ở một cái mức độ nào đó ta mới sửa cho mình được. Còn biết còn xa quá nó không sửa được. Bodhisattva, Pavito, Amang.
kia ồn. Dạ con viết câu này là khi tu tập Bồ Tát, khi tu tập đã chứng được sơ thiền đó sư, đã đạt được sơ thiền. Câu đó quá khứ văn tự sử dụng kéo như là gì? Sử dụng như một tính từ. Câu đó biết là quá khứ phân từ sử dụng giống như là gì? Danh từ hả sao? Dùng giống như là danh từ hả? Danh từ gì? Dùng danh từ gì? Sử dụng cho danh từ gì? Không như tính từ, không biết là Bodhisattva, Pavito, thì nó là danh từ, ý tính từ sư. Bồ Tát khi tu tập. Tính từ còn xả thì cái chi to chi nữa. Như là biết định biết nó là tính từ rồi, sửa lại cho nó là một cái đồng từ chính luôn đi. Cái thầy gì quá khứ, hai cái quá khứ phân từ vậy. Nếu mà vậy là bỏ Pavito. Bỏ cái Akigakito đổi ra thành từ quá khứ. Bỏ Ahotis đi. Bỏ là Akigakito, tại vì cái từ này, tại con tìm cái từ nè, Akigakito nên. Nên nếu mà bỏ lấy cái câu đầu thì bỏ câu sau thì nó không có hợp phù hợp với cái câu của sư đưa ra. Cái gì? Nếu mà con với A thì gách trí là quá khứ thì bỏ hồ xí. Thì cái câu nó không phù hợp với cái câu của trên sư, của sư trên câu đó. Nó không phù hợp. Biết vậy nó mới là tính từ được, dùng như tính từ. Tính từ mà con, nếu mà vậy là con dùng Pavito rồi, con đâu dùng Atigachito. Bây giờ Pavito là cái gì? Dùng Pavito là cái gì? Tu tập. Không, dùng trong cái nghĩa gì? Tại từ á. Tính từ, nếu mà tại con dùng hai câu này, đều tính từ, nó nếu mà bỏ một câu. Bỏ một cái thôi, một cái động, trong khi đó động từ chính ta cần, không biết biết gì hai cái quá khứ phân từ phải mà nó cùng một nghĩa. Nếu mà quá khứ phân từ một cái dùng với tính từ, một cái dùng theo nghĩa thuận một thể, thì người ta mới xài dạng aho xí vậy. Yeah. Còn nếu dùng cái nghĩa thông thường thôi thì xài động từ chính, xài vậy làm gì? Vậy là bỏ aho xí, ra là anh gắt trí. Không sao. Là được rồi. Dạ. Thưa sư, con đặt câu với ví há ví tá cái sư. Mà không biết đặt luôn. Câu tiếng Việt con muốn nói là khi ở núi Băng Bá Đá Vá đó, thì Bồ Tát gặp Kalara Kalama. Thì con dịch như vậy. Băng đá vấp phá bát tăng vi há vi tá. Quan để giữ giữa câu vô tình thành đi. Khi gây dạ. Chí. Dạ. Câu đó là được rồi.
có quá khứ phân từ là habita. Habita. Habito. Habito. Rồi cô gì đó, cô cái gì nói biết câu gì cần không dạy gì học lại đi chị, câu gì quý hai lá tí quý quý hai tá cô gì đó, cô nghiêm túc quý hai tá. Dạ con đặt câu với chữ quý hai tá sư. Quý hai tá biết làm sao? Quý Harita là ở đó sư. Dạ, con đặt câu như thế này. Băng đá vấp bát bá tăng. Quý Harita Bodhisatto Alara Kalama bát sĩ. Băng đá quát bá bát tăng dạ quý há ri tá quý há ri tá vì vậy đâu có được phải chia nó quý há ri tá thì chia vì vậy là chia chia. Ủa vậy là con chưa hiểu cái này phải chia hả sư? Ví dụ ở đây người ta chia nè Bodhisattva Pavito nè, thấy không? Dạ. Cái này là, đây là tính từ của chữ Bodhisattva, cho nên nó phải là đồng tính, đồng cách, đồng số. Khi mình dùng như vậy phải dùng, biết dùng ở trong trường hợp nào. Bây giờ ở đây mình muốn sử dụng nó. Vậy là, vậy thì cái này là vi há rồi dùng chữ tăng là phát vi. Con đặt là ban đá vấp bá bát tăng, rồi nếu chia thì là vi há ra tăng bố thí sát tô. Con muốn nói cái câu là khi mà ở cái núi băng đá vấp đá đó thì Bồ Tát đã gặp thầy Alara Kalama đó sư. Con muốn dịch nói cái câu như vậy đó. Thì con nói là Bodhisattva Alara. Ủa không, cái này là cách thứ hai. Alarang Kalamang Bassi. Bodhisattva gì? Bodhisattva Alarang Kalamang Bassi. Bác sĩ hả? Dạ, bác sĩ sư. Bác sĩ hả? Hả, bác, thấy, đã thấy rồi sư. Giờ mình xem câu này có được không? Giờ mình xem câu này nè, câu này tao viết vậy được không? Ai sửa câu này đây? Xem câu này cho anh tao viết vậy đúng không? Ai xin được không?
Ủa, ý nghĩa về cô Cúc là định đặt là gì câu này á cô Cúc? À, thì cô tính nói là khi ở núi Băng Đá Bá Bá đó thì Bồ Tát đã gặp thầy Alara Kalama đó. Ai chưa được không? Có nhìn thấy được sai cái sai của con này không? Bây giờ con này cho lớp mình xem nè. Sao? Cái từ ban đá quá bắp bá. Cái này cũng cái con nghĩ là phải dùng cái đối cấp đó. Cái gì hả? Cái gì con còn một cái mấy cái nó quá nó hơi lạ mình thấy là người ta dịch sao khi Bồ Tát trú ở núi Bánh Đa Quát. Khi trú ở núi Bánh Đa Quát, Bồ Tát đã gặp đạo sĩ Alara Kalama. Chứ mà cái chữ trú đó là ai trú? Bồ Tát. À, Bồ Tát trú. Cho nên cái chữ Vihari Tăng đó nó là cái gì của Bồ Tát? Vihari Tô. Nó phải là từ Vihari Tăng. À, Bồ Tát. Dạ. Cho nên mình phải chia nó là Vihari Tô. Vihari Tô. Yeah. Rồi trước cái Viharito này á, tại động từ quá sơ tí á, trước nó thì phải là cách thứ mấy? Thấy ở trên núi. Coi như là Viharito là cách thứ mấy? Thứ bảy. À, phải là cách thứ tí nữa chứ không phải cách thứ hai nữa. Cái này là cảm tưởng mà nắm học quyển 2 rồi mấy này quyển 1 là anh nói trên. Rồi câu đó vậy ha. Rồi còn thấy câu của cô Hảo hãy viết lại để xem. Do là đặt câu như vậy thì mới biết là các Phật tử mình có hiểu mãi được không còn không. Nếu mà cứ học tới tới như vậy thì đó không có hiểu hoài. Thì chắc là nặng lòng mục tiêu thôi. Thì thấy là cô Hảo này biết gì? Phù thí sát tô, pháp bá chi tô, ê cô, nát tinh sát tí gia, ai dũ phá mà nề nát, ba di phù rí ba di phù rí. Cái ba di phù rí này phải động từ không? Ba di phù rắc tí ba di phù rí hả? Bồ Tát đã xuất gia và and
thành công. Còn ba câu này ha, để dừng được mấy câu, ba câu hả? Bồ Tát đã xuất gia khi Bồ Tát khi xuất gia Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Rí đã đầy 20 tuổi gì đó, 20 tuổi, khoảng là 20 tuổi. Cái này biết gì, cái này thầy xài một cái quá khứ phân từ Paripunno, giống như hay sử dụng với các tử gì đó. Paripunno hồ xí, hồ xí. Thì ở đây mình sẽ sử dụng được hai cái bất biến quá khứ phân từ, đó là Papachito, Papachito dùng như là tính từ cho ý chữ Bồ Tát. Rồi Paripunno cũng là một cái bất biến quá khứ phân từ. Thì sẽ con thấy cô của cô, câu của cô Hảo trên trên Zoom xin. Cái gì? Chán. Con để trên chán đó. Và cái Puno thì dùng như cái gì? Ở đây thì nó có một cách thứ ba, nhưng mà nó cũng dùng như là tính từ, nhưng mà cái câu này người ta dùng nó thông dụng hơn. Paripunno ahosi, chăm dụng paripuri không tiền. Cái này nó gần nghĩa với lần thủ đồng thể, nhưng mà nó thấy câu này nó không có rõ lắm. Tại trước Paripunno như vậy thì người ta sử dụng nó một cái cách thứ ba. Cái thứ ba này nó cái nghĩa thì nó vẫn là vừa tròn 20 tuổi. Vừa tròn 20 tuổi thì người ta thường sử dụng Paripunno ahosi. Rồi trước nó là một cách thứ ba. Rồi đó là sau đó là cuối cùng. Đó thường sử dụng vậy. Rồi bây giờ mình còn cái gì nữa? Mình còn hai quá khứ phân từ nữa, đó là thi gái chí, đó là út ganh chí, ganh chí tác. Ai đặt được hai câu đó nữa? Mình được ba câu. Thưa sư, chưa thấy câu của cô Hảo sư. Nào sư trúc đi, câu của cô Hảo qua quật sư sửa lại giùm tụi con đi sư. Sư sửa đang sửa không thấy hả? Dạ không thấy sư. Nãy giờ con không thấy sư. Không đã ba câu hả? Dạ, giờ thấy rồi sư. Ai biết được câu nào nữa không?
ai biết không? Không có thì bỏ qua phần này ạ. Bỏ qua phần này thì ha, qua phần đọc đồng qua để lại mất thời gian để không tập tiếp. Là chúng ta nghe đọc để sau đó mình tập đọc tìm quá khứ thân từ với lại nhân từ nam tính quyền ngữ phải nam tính hôm ta nãy gì uống này. Mà trung tính từ trung tính quyền ngữ uống thăm mang cúc gần chi tung tất thu nô và ấy về sanh là chi thất tha phù chi sanh tổ a chi rằng pháp và chi tổ mục khắc thăm mang cúc gần chi tung tất tha rê và ấy về chi tung sắc phật hạ cha rí càng hạ cha rí a la ro ca la mô tát sát phật tham mô a cha rí yo bồ tí tê na sa ma ye na sa tha rê su e co a la ro ca la mô Yasawa hoti Sora chakaha nakarasa Pajante pandawa papataksa sanu yang vikarati Ayang sakapaksa Pramut juga tanja Wapung hak danja mukhang Api nila wana nija Mukhakuni pasitwa ati niya pasi di tua ko thi sát tàng a ha ko samma am he i sa ha phat we tung he hi ti ko thi sát to et tha uk gan hi tua pha we tua pa tham mai kha nang lu ti yai kha nang ta ti yai kha nang cha cha tu kha kha nang cha ti cha ta re ru pa o cha ra kha na ni pa pu ni tua a ka sa nang cha cha tana chanan cha punya nan cha yatana chanan cha king chan cha yatana chanan cha ti te ni arupa ucara chana ni ati gacchi so tu ayang khammo na niya ni ka khammo ti nyakwa te na hi imang satharang apuchi. Đây là nữa ha, tham mang úc gan hi tùng sát thu nô bà ri dê sát mà thi thác thạ phù thi sát tò a chê răng pháp vách chi tò mô khát tham mang úc gan hi tùng sát thà rê bà ri dê thi tùng sát bà thác chà rí càng a chà rí a la rô ca la mô tát sát bà thăm mô a chà rí dô hù thí tê na sa ma ye na sa tha re su e ko a la ro ka la mo ya sa wa hu ti so ra cha ka ha na ka ra sa pa chan te pa na wa pa pa ta sa sa nu yang vi ha ra ti a yang sa tha ta sa pram mu chu ka ta yu cha wa pu ha ta yu cha mu hang a pi ni la wa na ni cha cha ku ni pa ti toa a ti vi ya pa ti vi toa Bồ Thí Sát Tàng A Ha Ô sam mát âm hệ hi sắc ta ha pha về tung hệ hi tí ô thi sắc to ế tha ô gần hi tòa pha về tòa phát tham ái cha nành cha lút tí dạy cha nành cha tất tí dạy cha nành cha cha tu thay cha nành cha cha tí cha ta rí rù vào cha ra cha nà ni pha phu ni tòa a ca sa nành cha yết tham ái cha nành cha quỳnh nhà nành cha yết tân ách hà nành cha a kinh chay nhà yết tân ách hà nành cha tí
tây ni arupa vachara khana ni athi gacchi to tu ayang thammo natni miyani kathammo ti yatva te nahi imang satta sattharang apuchi ravya aya tập trước giờ tay lên ai tập trước giờ tay lên cô anh mời lớp tập bài gì dạ xin mời cô Tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tham mang Úc Gan Hít Tung Sát Tha Răng Bá Rí Chê Sá Na. Ủa Sứ Thất Thá Bồ Thí Sát Tô Á Chí A Chi Rang Papachito Mokha Tham Mang Ugan Hitung Satare Parije Hitung Sapatha Charikan Achatri Alaro Kalamo Tassa Pathamo Achariyo Hoti Tena Samayena Satare Su Eko Alaro Kalamo Yasawa Hoti So Rajagaha Nagarasa Pachante Panda Vapapatasa Sanuyang Viharati Ayang Satha Tasa Pramut Chu Tachancha Vapung Phát đàn chá mục khăn A phí ni lá văn nà ní chá Chắc khu ní bác sĩ tòa A tí vi giá bác sĩ đi tòa Bồ thí sát tăng A há phô Sa má Am hê hí Sa há Pha vê tung Ê hí tí. Thưa sư, thực sự lấy ở cái màn hình lên này. Phải được rồi, nhiều đó này, để người sao. Dạ. Dạ. Mọi người tiếp thêm. Xin mời cô Thu Thủy Thiên Thả. Dạ, con xin đọc tiếp. Bố thí sát tô, ếch thá, út gần hí tòa, phà quê tòa, bát thá mát trà, nành trá, đú tí giá trà, nành trá, tá tí giá trà, nành trá, cha tuất thách cha nành cha bành cha mách cha nành cha tí bành cha rô pá quá cha rách cha nà ní bà bú ních tòa a ca sa nành cha giá tá nách cha nành cha quỳnh nhà nằng cha giá tá nách cha nành cha a kinh trần nhà giá ta nách trà nành trà tí tì ní á rô pá quá trá rách trà nà ní á thí gá chí sô tú á dằn thầm mô ná ní già ní ca thầm mô tí nhà tòa nhá tòa tề ná hí y măng sát thà răng à bút chí. Con xin hết ạ. À, là hai người đọc tham, một người đọc tới e hi tí, người còn lại thì đọc thành còn lại. À, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sita tapo thi sato ajirang papa jito mokha thamman ukan hitung Sattare Pariye Situng Sapatha Charikang Achari Alaro Kalamo Tassa Pathamo Achari Yohoti Tena Sammayena Sattare Su Eko Alaro Kalamo Yassa Wahoti So Rajagahan Na Rasa
chante pada wa papa tassa sanu yang viharati ayang satta tassa brahmu juga tanja vapum patanja mukham apini lawan nani jagat ku ni pasito atikwitya pasitito upputisattang ahapo sama amhehi saha pavetum eheti. Dạ thưa con xin cảm ơn, con xin hết. Xin mời Phật tử Phước Duyên. Dạ con xin đọc Bồ Thí Sát Tô Ích Tha Úc Gàn Hít Tòa Bà Bề Tòa Bắc Tha Mát Chà Nành Chá Đú Tí Giách Chà Nành Chá Bá Tí Giách Chà Nành Chá. Dạ sư kéo lên được không? Quỳnh nhà nành cha giá ta nách cha nành cha a kinh cha chăn nhà giá ta nách cha nành cha tí tì ní a rù pa quá a rù pa quá cha ra cha nành ní a đi gắt chí sô tu a dàng đàm mồ ta nì già ní ca đàm mồ tí nhất tòa tề ná hí y măng sách thà rằng áp phúc chí. Dạ hết. Xin mời Phụ tử Lan Lan. Dạ thưa sư, con xin đọc Tham ma ước gần huyết thung Sát thà răng Phá rê dê sà nạ Sà nạ Sư trá thá bồ đi sát tô A chi răng Phá phá chi tô Mô khá thầm mạng ước gần huyết thung Sát thà rê phá rê dê sư tùng Sát phá thá Chari cằn Achari Alamo Kalamo Tassa Tatamo Achari Yoho Ti Dena Samayena Satare Su Eko Alaro Kalamo Yasawa Hoti So Raja Gaha Nagarasa Tanchan Tachante Tandawa Pandawa Papatasa Salu Yang Viharati Ayang Satha Tasa Ramu Juga Tanja Bapung Pachanja Mukhang Api Ni Lavan Nani Cha Chakuni Pasito Ativiya Pasidito Bodhisattang Aha Hồ Sàm Má Ảm Hệ Hí Sá Há Bà Vệ Tùng Hệ Tí. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc Bố Thí Sát Tô Ất Thá Bức Gàn Hí Tòa Bá Vệ Tòa Pháp Phá Mát Chà Nành Chá Dư Chí Yatcha Nancha Tatiya Tatiyatcha Nancha Chatuttha Chanancha Ti Chattari Puravacha Raccha Nyani Papunito Akasha Nancha Yatta Nacha Nancha Vinya Nancha Giá tành chất na nành chá A kinh chân nhà giá ta giác chà nành chà trí thì ní A rù phà vá chá rách chà nà ní A thí gác trí sô chú A dân thầm mồ ná Ni ya ni ta tham mô ti Nya toa Te na hi Te na hi im mang Sát tha răng A bút chi. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử
Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc. Tham mang út găng nhi tùm sa thun nô pa ri dê sa na si đắc tha bồ thí sát tô a chi răng a chi răng pa pa chi tô múc khá tham mang út găng hi tùm sát tha rê pa ri dê si tùm sát bá tha sát bá tha chari căng achari alaro kalamo tassa patamo achariyo hosti tena samayena samayena satha resu eko alaro kalamo Ya sa qua hồ tí so ra cha ga ha na ga ra sa bát cha tê bằng đá qua pa pa ta sa sa nu yang vi ha ra tí a yang sa tha ta sa pramu chu ga tăng cha quáp pun tha đăng cha múc khăn a bi ni la quăng na ni cha các khu ni bác sĩ tòa a ti vi ya bác sĩ đi tòa bồ thị sát tăng a ha bồ sa ma bồ sa ma âm hề hí sa ha phát huy tùng ê tí ê hi tí. Dạ bạch sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Bồ thí sát tô ê tha út gần hít tòa pha quét tòa bát tha ma cha nan cha đu ti cha cha nan cha ta ti cha cha nan cha cha tu tha cha nan cha ti cha ta ri rup pa wa cha ra cha na ti pa pu ni toa a ka sa nan cha ya ta na cha nan cha vi nha nan cha Giá ta ná cha nành cha A kinh chan nành A kinh chan nhà Giá ta ná cha nành cha Nành cha tí Tì ní A rù pá Quá chá rá cha nà ní A thiết gác chí Sô tú á dân tham mô ná Ní cha ní ca tham mô tí nhã tòa tề nà hí y mằng sát ta rằng áp út trí. Dạ con xin hết ạ. Xin đọc. Kéo lên nhìn con. Tham mang út gần hi tùng sa thu nô pa ri dê sa na si đa tha bồ thi sa tô a chi rằng pa pa chi tô móc kha tham mang út gần hi tùng sa tha rê pa ri dê si tùng sa pa tha cha ri căng a cha ri a la rô ca la mô ta sa pa tha mô a cha ri yô hồ tí tê ná sa ma dê ná Sathare su eko alaro kalamo yasawa hoti so raja gaha narasa pachante pandawa papatasa sanuyang viharati ayang satha tasa pramu ramu chu ga tanja
quá bùm phát đàn chá mũ khăn áo phí mì lá hoàn nà ní chá chắc hù ní bác sĩ tòa á tí quý giá bác sĩ bí tòa bồ thí xá tặng à há vô xà má âm hề hí xá há phà huệ tùng ê hề tí. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ có còn phật tử nào muốn đọc không ạ? Thưa sư, xin hết rồi. Rồi. Có phật tử Quang Thanh hả sư? Mời phật tử Quang Thanh. Kéo bài cho em với. À cưới bài con quên nữa. Alo ạ. Đọc đi. Dạ thư, sư phụ bài. Con có không nhìn thấy bài để đọc với ạ? Tôi thấy sắp thôi chị. Đọc đoạn cuối này ở sư. À ừ. Thế ạ. Dạ thư sư con xin đọc ạ. Bô thi sát tô ê ết tha Úc gần hí hít không nghe tiếng chị Quang Thanh. Sư thằng ở dưới hay sao á chị? Mất rồi. Em ơi mạng ở bên này nó à đang đọc tự nhiên bị văng ra, anh không nhìn thấy luôn. Nó cứ thoát bài ra. Được chưa ta? Bây giờ nghe được chưa? Nghe được. Mạng yếu quá ở ngoài đó, mạng yếu quá. Thôi bây giờ đó tìm quá khứ phân từ đi ha. Quá khứ phân từ đi. Ai tìm được quá khứ phân từ đọc đi, mình cứ gặp chứ. Dạ, quá khứ phân từ là Papachito Patsu. Quá khứ phân từ là từ Papachito Gato Achariyo. Cái chi tổ ở nó nặng nó đó. Cái từ thứ ba chứ. Cái chi tổ với gì nữa? Gato. Cái gì? Cô Bảo đọc là cái bài cũ, bài mới sửa sửa là rồi không có. Chá đi vô á, cô Bảo đổi là gato, đổi là a chá đi vô, cô Bảo ơi. Dạ thì ở trong này cũng có a chá đi vô nè, như là Papachito. Chá đi vô Papachito thôi. Rồi nó là quá khứ phân từ. Rồi bây giờ mình tìm vị ngữ cú coi có không. Vị ngữ cú trung tính đây có không? Dạ con có thấy chữ từ bác phun á sư. Cái gì? Bác phun.
Vác phun. Vác phun. Vác phun. Vác phun là thằng thầy. Vác phun. Con xin chia danh từ này được. Đúng chưa? Không, khỏi. Khỏi, dạ. Còn chữ gì nữa? Chắc khu ni. Chắc khu ni. Chắc khu ni. Khu ni. Em sẽ trung tính. Khu. Rồi, còn chữ nào nữa không? Rồi, vậy là hết rồi. Đó là phần hai danh từ. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần, coi như là xong phần bài số 5 ở đây. Dùng chuyện chuyển sang sinh. Sửa bài tập ha. Sửa bài tập. Vì chúng ta đọc 5 câu bài tập trước đi, rồi chúng ta sửa 5 câu bài tập bằng Bali trước, rồi có thể sau chúng ta sẽ sửa tiếp. Giờ nghe đọc cái đi. Papajito Bodhisatto Sapakacharikam Acharyang Esitum Vimuti Thamman Ugan Itum Rosu hai Acharya Su Panrawa Papata Papata Sanuya Patamo Alaro Kalamo Bodhisatte Na Ugan Itum Gachi To Ahosi. Câu số 3 Acharya Bodhisattasa Pramuk Chutatanya Vapung Patanya Mukhang Oloketoa Ateliya Pasedi. Câu số 4 Sopavito Patamachananya Kutiyachananya Kutiyachananya Chatutachananya Atikachi. Câu số 5 Bodhisattva Vichanitwa Pahunito Thammo Naniyanikoti Alarangkalamang Acharyang Apuchi. Rồi giờ mời lớp viên sai lên để đọc bài đi. Đọc xong một bài người chúng ta sẽ sửa bài tập. Tôi đang mời lớp viên bằng đọc bài. Xin mời Phật tử Phước Duyên. Dạ con xin đọc. Papajito Bodhisatto Sakkabacharitang Acharyang Esitum Vimukti Thammang Ugamitum. Câu 2 Acharya Su Pandava Papata Sanuya Patamo Alaro Kalamo Bodhisatte Na Ugamitum Gacchito Ahosi. Câu số 3 Acharya Bodhisattasa Pramuk chuga tành cha quá cùng bắt đành cha mu khang oloketoa ativiya pasidi. Câu số 4 so ha wito patamat cha nành cha dutiya cha nành cha tatiya cha nành cha chatutha cha nành cha atiyachi. Câu số 5 bodhisatto wichanitoa papudito tamona neyaniko ti aka alarang kalamang Acharyang Apuchi. Dạ hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Cô chưa mở mic chưa con? Dạ con xin dịch tiếng Bali sang tiếng Việt. Câu số 1 Papajito Bodhisatto Sapattha Charikan Achiriyang Esitung Vimutti Thamman Uggan Hitung. Câu số 2 Achariye Su Bandawa Patasanuya Patamo Alaro Kalamo Bodhisattena Uggan Hitung Gachito Ahosi. Câu số 3 Acharya Bodhisattasa Ramuchu Gatancha Vatpung Phatdancha Mukhang Oloketoa Atiwiya Pasidhi.
Dạ con đẩy cái bài lên giùm con ạ. Câu số 4. So pha quý tô bát tha mát cha nành chá đô tí giá đô tí giá cha nành chá tá tí giá cha nành chá chá tốt thách cha nành chá á thí gá chí. Câu số 5. Bồ thí sát tô quý cha ní tòa bà phú ní tô tham mô ná ní già ní cô tí a la răng ca la măng a chá rí giang a phúc chí. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Phúc. Dạ thưa sư, con xin đọc phần dịch Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Papachito Bodhisatto Sapatha Charikang Achari Achari Yang Esitun Vimutti Thamman Uggan Hitun. Câu số 2. Achari Yesu Pandava Papata Sanuya Pathamo Alaro Kalamo Bodhisattena Uggan Hitun Gachito Ahosi. Câu số 3. Achariyo Bodhisattasa Pramut Chuga Tancha Vapun Phát Đàn Chá Mũ Khăn Ô Lô Kê Toa Á Tí Ví Giá Bá Sĩ Đí. Câu số 4. Sô Phà Vi Tô Bá Tha Mách Cha Nàn Chá Đu Tí Giá Cha Nàn Chá Tá Tí Giá Cha Nàn Chá Tá Tút Thắc Cha Nàn Chá Á Thí Giá Chí. Câu số 5. Bồ Thí Sát Tô Viya Nitoa Papunito Thammo Na Nicha Niko Ti Alarang Kalamang Achariyang Abuchi. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư xin phép đọc bài. Papachito Bodhisatto Sapattha Charikam Acharyam Esitum Vimutti Thammang Ugghanhitum Acharyesu Pandava Papatthasanuya Pathammo Alaro Kalamo Bodhisattena Ugghanhitum Gacchito Ahosi Acharyo Bodhisattasa Pramuchutgan Tanja Vapum Patanja Mukam Oloketoa Atitvijja Pasiddhi. Câu số 4. So Bhavito Pathamma Cha Nanja Dutiya Chananja Tatiya Han Jatiya Chananja Chatutha Chananja Athikachi Bodhisatto Vijanitoa Pabunito Thammo Naniya Nikuti Alaram Kalamang Achariyam Aputchi. Dạ thưa sư con xin hết. Con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư con xin đọc. Papachito Bodhisatto Papattha Charikam Achari Achariyam Esitun Vimutti Thammang Uggandhitun Achari Yesu Pandav Vapapatasa Nuya Pathamo Alaro Kalamo Bodhisattena Uggandhitun Gacchito Ahosi Achariyo
Buddhisattasa Ramuchu Gatanja Vapun Atanja Mukham Alokato Adiviya Asi Hi Sobhajito Athamaccha Nanja Yudhiya Yudhiya Chananja Tatiya Chananja Yatutha Chananja Tatigachi Câu số 5 Bodhisattva Vichanitva Pahunito Thammona Niyanikoti Alakrang Kalamang Achariyan Apuchi. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Papajito Bodhisattva Sapatha Charikang Achari Achariyang Esitum Vimuti Namang Hukang Hitum. Câu số 2 Achari Yesu Vandavapata Sanuya Patamo Alaro Kalamo Bodhisattena Ukang Hitum Gachito Ahosi. Câu số 3 Ajariyo Bodhisattasa Ramuchuka Tanja Bapum Patanja Mukang Oloketo Ativiya Pasidi. Câu số 4 Sobhavito Patha Matjananja Dutiya Jananja Tadiya Jananja Chatutha Jananja Atigachi. Câu số 5 Bodhisattva Vichanito Babunito Dhammona Nitya Nikoti Alarangkalaman Achariyang Apuchi. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Câu số 1 Papajito Bodhisattva Sapatha Jarikang Achari Achariyang Esitung Vimuttithammang Ugahitung. Câu số 2 Achari Yesu Pandava Papatasa Nuya Patamo Alaro Kalamo Bodhisattena Ugahitung Gachito Ahosi. Câu số 3 Achariyo Bodhisattasa Samujugatancha Wapung Padancha Mukhang Oloketa Ativiya Pasidi. Câu số 4 Sovavito Pathama Jananja Dutiya Jananja Tatiya Jananja Chatutha Jananja Atigachi. Câu số 5 Bodhisattva Vichanitva Papunito Thammo Na Nichanikoti Alarangkalamang Achariyang Apuchi. Dạ con xin hết ạ. Sư con xin đọc. Dịch Bali sang tiếng Việt. 1. Papajito Bodhisattva Sapatha Charikang Achari Achariyang Esitum Vimuti Thammang Ugyan Hitum. Câu 2. Achari Yesu Bandawa Papata Saluya Pathamo Alaro Kalamo Bodhisattena Ugyan Hitum Gachito Ahosi. Câu 3. Achariyo Bodhisattasa Ramuchu Gatancha Wapum Phatancha Mukhang Oloketa Atibiya Pasidi. Câu 4. So Favito Pathamecha Nancha Tutiya Chananja Tatiya Chananja Chatutha Chananja Athikachi. Câu số 5
Bodhisattva Vijanita Babunito Thammo Na Niyaniko Ti Alarangalamang Ajari Yang Apukchi. Dạ thưa sư xin hết. Dạ câu phân tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Giờ vậy anh sửa bài ha. Dạ anh sửa được câu 1. Dạ con sửa thưa sư, để con viết trên khung chat ạ. Khi xuất gia, Đức Bồ Tát đã du hành khắp nơi để tìm thầy học đạo dạy con. Để học đạo dạy con. Thôi, câu số 1. Đây thì nó có hai chữ để, nếu ấy thì mình làm theo quận lại bỏ một chữ đi. Khi xuất gia, Đức Bồ Tát đã du hành khắp nơi để tìm thầy học đạo giải thoát, bỏ chữ để. Câu 2 chứ. Bác sư con xin sửa câu số 4. Yeah. À, dịch câu số 4. Con xin dịch câu số 3 sư. Con dịch rồi. Rồi câu số 3 này. Câu số 3 là vì thầy sau khi thấy thân thể cao to, mặt trăng chói của Bồ Tát, vì thầy sau khi thấy thân thể cao to, khuôn mặt sáng chói của Đức Bồ Tát đã rất quan trọng.
rất hoàn mỹ. Đức Bồ Tát đã đi đến người thầy đầu tiên Alarokalamu. Đây, tại cái chữ Bồ Tát ở đây nó là cách thứ ba, cho nên mình không thể dịch cái cách thứ ba trước được, mình phải tìm chủ cách dịch mới được, phải tìm chủ cách dịch mới được. Nên ở đây mình thấy ở đâu là chủ cách trong câu này, chỉ gì là chủ cách. Người thầy đầu tiên Alarokalamu. Rồi, Alarokalamu là chủ cách, rồi thêm luôn cả Pathamo là chủ cách, Gacchito là chủ cách. Nhưng mà ở đây cái nào mình nó thuộc về chủ cách mà chủ từ, thì mình thấy ở đây là Alarokalamu nguyên cái cùng Pathamo Alarokalamu là nguyên cái cùng chủ từ. Mà ở đây nó có một cái cùng ở định sở cách, là trong các vị thầy đó. Trong các vị thầy đó, trong các vị thầy Alarokalamu là vị thầy đầu tiên. Là vị thầy đầu tiên ở rạng núi Pandawa được Đức Bồ Tát đi đến để học. Được Đức Bồ Tát đi đến học, câu đó mình dịch vậy. Cái này là dạng thù đồng thể nè, quá khứ phân từ dùng ở dạng thù đồng thể. Câu đó mình dịch vậy. Bây giờ mình xây dựng trong các vị thầy Thank you.
ra núi. Anh nó quá được đứa Bồ Tát, được Bồ Tát Bồ Tát gì đi đến để học đạo và để học thêm tí. Và mình phải tu học đi. Rồi thêm chữ đạo. Rồi đó là câu số 2. Dạ con câu số 4 sư. Dạ. Ngài đã tu tập và chứng đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đây là cái thiền. Dạ. Rồi câu số 5 hay gì? Câu số 5. Luôn câu số 5 đi. Sư cho con hỏi, nếu mà câu số 4 đó sư, nếu mà khi tu tập ngài đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền được không sư? Cái câu nó rõ hơn cái quá khứ phân tử. Rõ hơn. Rồi. Còn dịch theo kiểu này thì nó hơi bị lộn với bất kỳ quá khứ phân tử. Dịch thi thì nó sẽ rõ hơn. Rồi. Hay có số 5. Thấy có rồi đó, sư, cô Hảo Nguyễn vậy. Sư cho con coi câu số 3 sư. Số 3 chưa sửa mà. Đây, câu số 5, dịch nhân năng thị. Câu số 5 ở trong chat đó sư. Cái câu số 5 ở trong chat đó sư. Đức Bồ Tát sau khi biết rõ hành pháp đã chứng được, con đưa đến giải thoát. Cô Hảo chát đến trong chát rồi sư. Rồi, câu số 5. Đức Bồ Tát sau khi biết rõ ràng pháp đã được chứng ngộ, không đưa đến giải thoát, đã từ giả vị thầy. Là rác ca lòng mắt
mình đi dịch bất biến quá khứ phân từ trước là sau khi biết rõ pháp đã được chứng ngộ không đưa đến giải thoát, Bồ Tát đã từ giả vì thầy A La Hán cao thượng. Cái gì thì nó đi thử. Dạ sư cho con hỏi câu này hả thượng thải sư, cái danh từ thứ ba bị ẩn đúng không sư, tại bà Bonito tham mô pháp mà ngài chứng được, tại cái câu này á là thuộc ẩn thải. Tại dịch chữ được này là được rồi, pháp đã được chứng ngộ, pháp đã được chứng ngộ, khi mình ta dịch vậy thì cái nó có một chân thứ ba nó ẩn rồi. Là ngày tâm nghĩ ha, mà con có kia nên tâm cầm mấy tiếng cho nó. Bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính chuyên sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và thành tựu với nguyện. Và bây giờ là xin lớp vui lòng các âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta hướng tâm về thời kinh hồi hướng do chị Tịnh Hạnh tụng đọc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha nhá, Nam Mô Tham Ma nhá, Nam Mô Sang Kha nhá. Con kính chư sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiền. Akasatha cha phom ma tha deva na ka mahitika buồn nhắn đô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu sa san nang. Akasatha cha phom ma tha deva na ka mahitika buồn nhắn đô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu no ga ru. Akasatha cha phom ma tha deva na ka mahitika buồn nhắn đô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu nhà ta yo. Akasatha cha phom ma tha deva na ka mahitika buồn nhắn đô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu pa ni no. Akasatha cha phom ma tha deva na ka mahitika buồn nhắn đô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu no sa da. Idang watano punyang asawa kaya waham ho tu anagate kale. Sahu sahu. Sahu sahu. Dạ buổi học đến đây là kết thúc. Xin mời lớp nghỉ ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Rồi mời lớp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.